Và như thường lệ thì vào mỗi buổi sáng Việt Vinh sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm. Và đầu tiên sản phẩm trong ngày hôm nay đó chính là một siêu phẩm đến từ nước Đức. Là một chiếc âm ly của hãng Grundig và model của nó là V7200. Là một mẫu model mà không có nhiều ở trên thị trường, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Đây là một chiếc âm ly mà Việt Vinh khẳng định với anh em rằng những chiếc âm ly có giá thành từ 20 đến 30 triệu đồng chưa chắc đã vượt qua được chất âm của chiếc âm ly này. Thực sự với anh em rằng đây là một chiếc âm ly nó vượt qua cái số tiền mà anh em bỏ ra. Những chiếc âm ly mà trị giá 2-30 triệu đồng ở trên thị trường hiện tại đang bán chưa chắc đã vượt qua được chất âm của chiếc âm ly này. Đó là Grundig V7200. Việt Vinh cũng không nghĩ rằng đây là một chiếc âm ly mà nó cho một chất âm tuyệt vời như vậy. Một chất âm rất là sạch sẽ, âm thanh của nó trong vắt anh em ạ. Grundig V7200 là một mẫu âm ly được sản xuất vào năm 1984 và trở kháng đánh loa của nó là từ 4 ohm đến 16 ohm. Và công suất đầu ra của nó là 50W một kênh. Và chúng ta có thể nhìn qua hình thức của chiếc này, nó được sản xuất vào năm 1984. Và đến thời điểm bây giờ thì nó đã trải qua 40 năm rồi anh em nhé. Đấy, 40 năm rồi nhưng anh em có thể nhìn qua, nó còn đẹp như thế này. Và cái quan trọng là khi mà anh em nghe chất âm của chiếc mi này thì chúng ta sẽ bị mê mẩn với chất âm của nó. Việt Vinh là người đầu tiên thưởng thức chất âm của chiếc âm mi Grundig V7200 và đã bị mê mẩn bởi chất âm của nó. Việt Vinh sẽ bật nguồn điện lên nhé. Nguồn điện của nó là nguồn điện 220V. Đấy. Và đây là đèn tín hiệu báo, là báo tín hiệu cổng. Hiện tại đang là cổng CD. Việt Vinh đang bấm cổng CD. Và đây là cầu loa 1 và cầu loa 2. Đấy, chúng ta bật cầu loa 1. Tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ạ. Đây là volume anh em nhé. Đây là cổng monitor. Đây là chế độ dạng kiểu lau nớt ấy. Đấy, chế độ dạng như kiểu lau nớt. Đây là chép, đây là bát, đây là ba lăng. Đây là các cổng tín hiệu đầu vào. Hiện tại Việt Vinh đang sử dụng cổng CD, đấy, cổng tape, cổng phono, cổng tuner. Và trên này anh em có thể nhìn rồi, đèn tia của hai vế trái và phải. Đây anh em thấy không? Bạn nhỏ xuống. Chép của nó tuyệt vời luôn anh em ạ. V7200 là một mẫu model rất là hiếm ở trên thị trường. Anh em có thể tìm hiểu qua về chiếc mi này ở các trang mạng xã hội, đặc biệt là các trang mạng của nước ngoài anh em nhé. Và đây là phần mặt sau của siêu phẩm Grundig V7200. Chúng ta có thể nhìn, đây là cổng tuner và cổng tape 1. Chúng ta có thể cắm jack 5 chân vào đây, hoặc chúng ta có thể sử dụng jack RCA, đường line, đường CD và đường phono và đường monitor. Ở bên này thì gồm có hai cầu loa và trở kháng đánh loa của nó là từ 4 ohm anh em nhé. Trở kháng đánh loa từ 4 ohm. Cho nên là anh em có thể đánh hầu hết vào những cặp loa có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đây. Đây là cầu loa thứ nhất. LR1, LR2, đấy, AB. Và nguồn điện của nó sẽ là nguồn điện 220V, nguồn điện của Đức anh em nhé. Đây là tiếp mát, anh em nào chơi phono, anh em nhìn này, đấy cái sơ đồ này. Đấy. TA, phono, thì chúng ta chơi phono, chúng ta tiếp mát vào đây. Đây là phần nội thất của siêu phẩm Grundig V7200. Chúng ta có thể nhìn cái phần nguồn này. Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình. Chiếc âm ly này thì nó chạy 4 sò than Philips. Một lần gặp gỡ nhưng tình vẫn xa xôi. Thank you.
Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm của một siêu phẩm đến từ nước Đức. Đó chính là chiếc âm ly Grundig có model là V7200 qua một bài hát rất là quen thuộc. Anh em có thể nghe và so sánh bài hát này với cả bộ dàn của anh em đang nghe anh em nhé. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về siêu phẩm đến từ nước Đức Grundig V7200 và đã xem qua cái phần nội thất của chiếc mini này rồi, một cái phần nội thất đẹp như xuất xưởng, và đã nghe qua chất âm, một chất âm rất là chi tiết, sạch sẽ và trong trẻo. Anh em nào yêu thích chiếc mini này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929, và giá bán của chiếc mini này Việt Vinh bán với giá là 6.500.000 đồng. Còn bây giờ Việt Vinh thưa anh xin chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo.